Hi, chào cả nhà. Chúc cả nhà năm mới vui vẻ nghe. Chị Tuyến. Tuyến ơi Tuyến, hôm nay cô chị Ngọc dẫn tụi em đi tham quan thành phố cổ đẹp quá chị Tuyến ơi. Bây giờ đang đi vô trong một cái nhà thờ rất là đẹp. Lạnh. Lạnh quá trời lạnh. Chào cả nhà, chào Quốc Bình Lâm. Quốc Bình ơi, Quốc Bình. Đây là chị Ngọc, còn đây là anh Trung Dũng. Còn đây, đây là diễn viên diễn viên Mít Tộc Viên, chị Minh Hằng, nghệ sĩ Hà Minh Hằng, nghệ sĩ Táo Quân, tạo giáo dục, tạo giáo dục, tạo giáo dục, giáo dục, giáo dục, giáo dục, giáo dục, giáo dục. Hôm nay đi chơi đẹp lắm mọi người ơi. Hôm nay đi chơi chụp. Sao cái máy của em nó ảo vậy Ly hả? Sao vậy? Có vậy? Ai biết đâu à? Chắc anh cũng thấy anh đẹp nữa đấy. Ánh sáng chắc do ánh sáng đẹp. Mọi người biết không, hôm nay đi đến một cái con đường ta nói hả, tuyết đóng đầy luôn. Thành phố băng tuyết đóng đầy. Đọc như thôi, là tiếng Nga em không đọc rồi. Chụp được rất là nhiều hình đẹp. Tối nay post lên cho cả nhà xem. Hôm nay chụp được nhiều hình ở ngoài tuyết đẹp lắm. Ôi lạnh quá. Đọc cho giống người viên. Thành phố gì? Sergiev Posad. Sergiev Posad là một thành phố nằm ở vùng Bắc Moscow. Thành phố nằm ở vùng Bắc bởi vì lạnh thế bà nội. Ô, có người khen chị Hằng trẻ nè. Minh Vượng, Minh Vượng. Đâu? Anh Vượng, Vượng đâu? Anh đâu? Anh còn đây là anh Vượng Râu. Hôm nay mất râu rồi. Mất râu rồi. Anh Vượng Râu đã có mặt tại Moscow và chúng tôi hôm nay đi tham quan một ngày đi tham quan ở thành phố cổ, chuẩn bị cho tối ngày mai diễn show cuối cùng của gia đình. Gió lên, gió lên, gió lên. Gió lên, gió lên, gió lên. Vừa lạnh mà vừa gió nữa. Nhưng mà rất là đẹp cho nên bất chấp cái lạnh để đi chơi. Quay hình cho mọi người. Ở đây là một cái thành phố rất là đẹp. Mà cái nhà thờ nè mọi người thấy không? Nhà thờ giống như trong phim cổ tích vậy đó. Đó. Đang ở Nga anh ơi. Đang ở Nga. Nè mọi người xem nè. Đẹp chưa? Chào Tuyền Lê, cảm ơn Tuyền Lê nha. Hôm nay mùng 1 mọi người chắc được, hôm nay là một tây, chắc mọi người được nghỉ đi chơi hả? Tết tây mọi người có được nghỉ đi chơi không? Chào Phạm Thiết Kiều, chào Tuyền Lê. Chào Đặt Nga. Đẹp hỉ, đẹp hỉ. Ở trong đây còn đẹp hơn nữa nè. À, quay một vòng cho mọi người xem nha. Mọi người nói chị Hằng trẻ, đẹp. Cảm ơn các bạn nha. Rất vui để được chúc mừng năm mới các bạn. Chúc một năm mới an lành và hạnh phúc. Chị em tôi là có duyên mới được gặp nhau trên đất khách quê người đấy. Người ta nói là một kiếp trước là phải tu 500 năm mới được ngồi cùng mâm. Và để đi cùng với nhau trên một cái đoạn đường như thế này là phải tu hàng nghìn năm một kiếp trước. Hôm nay hai chị em gặp nhau là hoàn toàn, chắc kiếp trước chúng tôi đã tu được 1.000 năm. Hôm nay chị Hằng đỏ quá, đi đứng cái chị Hằng để đỏ lên. Đấy, đầu năm là phải mặc đỏ, để cả năm mình cùng đỏ mà. Thế nhưng mà cô em đây này, mặc lạnh quá, chị chỉ sợ là tối nay ốm nó không diễn được. Thế, nhưng mà dù gì đi chăng nữa là cũng phải mặc thật là ấm nhá. Cảm ơn chị Hằng.
Ê này, cái này bằng vàng thật đi này em này. Ồ, vậy đó hả? Dắt vàng. Bằng vàng. Ồ, đây mọi người ơi, mọi người thấy cái tò phía sau lưng của Ly không? Là giác vàng thật đó mọi người. Giác vàng thật đó. Ôi, đỏ đến mức mà mặt của tôi đỏ hết trơn hết trội luôn à. Thì ý hồ. Cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn mọi người. Ở đây, ở nhà thờ này lớn quá. Nhà thờ này quá lớn, quá rộng. Còn đây là ninja Trung Dũng. Nhìn anh giống khủng bố Dũng. Nó nghe nè, ngày ba tay đi về ra sân bay á, nhớ làm vậy nha. Sao? Thì làm vậy đi. Hello. Nó khỏi cho về Việt Nam luôn. Đố mọi người đây là ai? Đố mọi người đây là ai? Đẹp quá. Đẹp quá. Ai? Tháo đi, họ lạnh teo mà. Lạnh quá. Nè, tuyết trắng xóa. Kìa, dấp té bây giờ. Thấy rồi. Cầm giùm em ơi. Đỏ nó nổi nhất cái này. Tại như là toilet là nằm ở đâu ta? Khoan từ từ, ông Phiên không nhớ, không biết gì cũng có đi. Ông Phiên ngoài này, ngoài. Phía ngoài. Phía ngoài tới gần cổng cái gái. À dạ. Bây giờ mình chụp hết. Đây. Cả nhà mình chụp một tấm nha nhà. Thôi, đừng. Nhờ ai chụp mình đi. Tắt đi. Bạn Duy á, ông Duy cầm máy mà không có biết không biết nói gì hết trơn á, cứ cầm máy lia 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 vậy thôi đó. Lạnh quá à. Lạnh mà mặt đỏ lên đỏ lét luôn, cống. Thật tôi có gạch thật mỹ không bình thường đi lập đường à. Mọi người thích tàu rồi. Đấy, trong cái hậu cái này đây. Lúc nãy ở ngoài kia có nhiều bồ câu lắm. Lúc nãy ở ngoài kia có rất là nhiều bồ câu. Tiên Huỳnh, anh Duy anh bị cận.